chúng ta chuyển sang nội dung thứ tư là tiến bộ xã hội tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách toàn diện phát triển các quan hệ xã hội công bằng và dân chủ hiện nay thì uh, tiến bộ xã hội được thể hiện thông qua một cái nội dung trung tâm đó là thông qua cái chất lượng uh, sống của con người các chỉ số để biểu hiện sự phát triển của con người và được viết tắt là HDI thì các uh, chỉ tiêu để uh, chúng ta xét được cái HDI là cao hay là thấp được thực hiện thông qua ba cái chỉ tiêu cơ bản, đó là tuổi thọ bình quân, đó là thành tựu giáo dục và đó là thu nhập bình quân trên đầu người.